A bird needs two wings in order to fly. If it possesses only one wing, it must remain on the ground and can never experience the joy of soaring. Một con chim cần hai cánh để bay. Nếu nó chỉ có một cánh, thì nó phải ở lại trên mặt đất và không bao giờ có thể trải nghiệm niềm vui bay cao. We also need two wings, which may be called the wings of education. One wing is secular education and the other is religious education. Without these two wings, we cannot hope to soar into the flight of knowledge because we have little or no spiritual training. Chúng ta cũng cần đôi cánh được gọi là đôi cánh giáo dục. Một cánh là giáo dục thế học và một cánh là giáo dục tôn giáo. Thiếu đi đôi cánh này, chúng ta không thể hy vọng bay vào cánh đồng tri thức, bởi vì chúng ta có ít hoặc không có sự rèn luyện về tâm linh. Religious education is necessary, for it teaches us how to think and act in order to be good and happy. It helps us to understand the meaning of life and to adjust ourselves to its laws. Giáo dục tôn giáo thì cần thiết, bởi vì nó dạy chúng ta cách suy nghĩ và hành động để trở nên tốt đẹp và hạnh phúc. Nó giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và điều chỉnh chính mình để phù hợp với những quy luật tự nhiên. True religion means living the best and highest life, getting the most out of life, which makes a person light-hearted and joyful all the time. Chánh đạo nghĩa là sống đời sống cao đẹp và ý nghĩa nhất, thọ hưởng phần lợi lạc nhất của cuộc sống là điều khiến cho một người luôn vui vẻ an lạc trong mọi lúc. This is the sort of religion which the Buddha taught. It is true that we must attend classes in order to study his teachings. But the principal thing is to live them in our daily life. Đây là một loại tôn giáo mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta tham gia các đạo tràng để học giáo lý của Ngài là điều đúng đắn, nhưng điều cốt lõi là phải áp dụng chúng vào trong đời sống hàng ngày. The Buddha teaches his followers to do good to make the best use of life and tells them that his path leads to true happiness in this world and hereafter. Đức Phật dạy hàng đệ tử nên làm điều thiện và tạo những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời, và Ngài chỉ cho họ con đường dẫn đến chân hạnh phúc trong đời này và đời sau. Who was the Buddha? There are many legends about the Buddha, but the Buddha was so great that we had no need of legends to make him appear greater. Đức Phật là ai? Có rất nhiều truyền thuyết về Ngài, nhưng Đức Phật quá vĩ đại đến nỗi chúng ta không cần những truyền thuyết để làm cho Ngài xuất hiện vĩ đại hơn. He was the wisest teacher the world has ever seen and his teachings given to men over 2,500 years are still helpful to us today. Ngài là vị thầy trí tuệ nhất mà thế giới từng biết đến và giáo pháp của Ngài truyền cho nhân loại hơn 2.500 năm thì vẫn còn hữu dụng cho chúng ta hôm nay. He did not claim to be God, nor was he any divine messenger. He clearly told us that if we listen carefully to his teaching and walking his path,
We can achieve for ourselves what he did for himself. Ngài không tự xưng là một vị thánh hay bất cứ vị thiên sứ nào. Ngài dạy rõ ràng rằng, nếu chúng ta chú tâm lắng nghe giáo pháp và đi theo con đường của Ngài, chúng ta có thể đạt được cho chính mình những gì Ngài đã tự thân thành tựu. Buddhism is truly a message of peace and happiness for everyone. Many of our brothers and sisters in the West are taking refuge in the great master who has guided the East for so many centuries. Đạo Phật thực sự là bức thông điệp hòa bình và hạnh phúc cho mỗi người. Nhiều sư anh và sư chị ở phương Tây đang quy y bậc đạo sư vĩ đại người đã dẫn dắt phương Đông qua nhiều thế kỷ. Dhammapada verse 183. Not to do evil, to perform good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddha. Kinh Pháp Cú, kệ 183. Không làm điều ác, luôn làm điều thiện, thanh lọc tâm ý. Đây là lời dạy của Đức Phật. A bird needs two wings in order to fly. If it possesses only one wing, it must remain on the ground and can never experience the joy of soaring. Một con chim cần hai cánh để bay. Nếu nó chỉ có một cánh, thì nó phải ở lại trên mặt đất và không bao giờ có thể trải nghiệm niềm vui bay cao. We also need two wings which may be called the wings of education. One wing is secular education and the other is religious education. Without these two wings, we cannot hope to soar into the fight of knowledge because we have little or no spiritual training. Chúng ta cũng cần đôi cánh được gọi là đôi cánh giáo dục. Một cánh là giáo dục thế học và một cánh là giáo dục tôn giáo. Thiếu đi đôi cánh này, chúng ta không thể hy vọng bay vào cánh đồng tri thức, bởi vì chúng ta có ít hoặc không có sự rèn luyện về tâm linh. Religious education is necessary. For it teaches us how to think and act in order to be good and happy. It helps us to understand the meaning of life and to adjust ourselves to its laws. Giáo dục tôn giáo thì cần thiết, bởi vì nó dạy chúng ta cách suy nghĩ và hành động để trở nên tốt đẹp và hạnh phúc. Nó giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và điều chỉnh chính mình để phù hợp với những quy luật tự nhiên. True religion means living the best and highest life, getting the most out of life, which makes a person light-hearted and joyful all the time. Chánh đạo nghĩa là sống đời sống cao đẹp và ý nghĩa nhất, thọ hưởng phần lợi lạc nhất của cuộc sống là điều khiến cho một người luôn vui vẻ an lạc trong mọi lúc. This is the sort of religion which the Buddha taught. It is true that we must attend classes in order to study his teachings. But the principal thing is to live them in our daily life.
đây là một loại tôn giáo mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta tham gia các đạo tràng để học giáo lý của Ngài là điều đúng đắn, nhưng điều cốt lõi là phải áp dụng chúng vào trong đời sống hàng ngày. The Buddha teaches his followers to do good to make the best use of life and tells them that his path leads to true happiness in this world and hereafter. Đức Phật dạy hàng đệ tử nên làm điều thiện và tạo những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời, và Ngài chỉ cho họ con đường dẫn đến chân hạnh phúc trong đời này và đời sau. Who was the Buddha? There are many legends about the Buddha, but the Buddha was so great that we had no need of legends to make him appear greater. Đức Phật là ai? Có rất nhiều truyền thuyết về Ngài, nhưng Đức Phật quá vĩ đại đến nỗi chúng ta không cần những truyền thuyết để làm cho Ngài xuất hiện vĩ đại hơn. He was the wisest teacher the world has ever seen, and his teachings given to men over 2,500 years are still helpful to us today. Ngài là vị thầy trí tuệ nhất mà thế giới từng biết đến, và giáo pháp của Ngài truyền cho nhân loại hơn 2,500 năm thì vẫn còn hữu dụng cho chúng ta hôm nay. He did not claim to be God, nor was he any divine messenger. He clearly told us that if we listen carefully to his teaching and walking his path, we can achieve for ourselves what he did for himself. Ngài không tự xưng là một vị thánh hay bất cứ vị thiên sứ nào. Ngài dạy rõ ràng rằng, nếu chúng ta chú tâm lắng nghe giáo pháp và đi theo con đường của Ngài, chúng ta có thể đạt được cho chính mình những gì Ngài đã tự thân thành tựu. Buddhism is truly a message of peace and happiness for everyone. Many of our brothers and sisters in the West are taking refuge in the great master who has guided the East for so many centuries. Đạo Phật thực sự là bức thông điệp hòa bình và hạnh phúc cho mỗi người. Nhiều sư anh và sư chị ở phương Tây đang quy y bậc đạo sư vĩ đại người đã dẫn dắt phương Đông qua nhiều thế kỷ. Dhammapada verse 183. Not to do evil, to perform good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddha. Kinh Pháp Cú, kệ 183. Không làm điều ác, luôn làm điều thiện, thanh lọc tâm ý. Đây là lời dạy của Đức Phật.